Hello, chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà hôm nay ngày mùng 1 tháng 11 đầu tháng thứ hai đầu tuần sức khỏe bình an trong cuộc sống. Và hôm nay mình sale cho anh em cái motor bơm này, bơm zin giá hơn 200 nghìn nhá. Comment comment ủng hộ Đình Tuấn nhá. Dây điện còn 2 bộ. Rồi, motor bơm về có khoảng 200 cái nhá cả nhà nhá. Sale hàng anh em hơn 200k một cái. Về nhà có mà thay cái motor bơm này cũng được hơn 400 rưỡi nhá. Hàng mình sale. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh em ủng hộ hôm nay đầu tháng 3 máy Smart Tool, một motor can cũ và tất cả nồi niêu xoong chảo, đồng hồ áp bơm, lò xo đủ con đà điểu ơi, bộ tài liệu. Cảm ơn tất cả những tình nghĩa của quý anh em, mô hình lên đường. Thì hôm nay cũng là ngày đầu tháng, cũng là thứ hai đầu tuần, mình muốn gửi hàng đi cho gặp nhiều may mắn. Cảm ơn tất cả anh em, chiều nay có thể 20 toa hàng lên đường. Thank you, hẹn gặp lại quý anh em trong những clip video kế tiếp. Bây giờ cũng là 13 giờ 15 phút, Tuấn xin phép được ngừng clip tại đây để được ăn cơm. Anh em cần cái gì comment Zalo 0909 755 993 lên toa ủng hộ tay ga thì Tuấn. Mỗi người có một giấc mơ riêng nhưng chung về một cái đam mê dầu nhớt. Thank you.